Xin chào và cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube chính thức của Diễn đàn Trader Việt, nơi chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trading cho cộng đồng trader Việt Nam. Sau đây là điểm nóng Forex tuần từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 11. Chú ý vấn đề thanh khoản. Với kỳ nghỉ lễ tạ ơn ở Mỹ vào thứ năm, thị trường có thể sẽ chậm lại vào cuối tuần. Tuy nhiên, điều đó cũng có nghĩa là nếu có bất ngờ trên thị trường, mọi thứ có thể biến động mạnh hơn do thanh khoản kém. Phần lớn, các sự kiện trong tuần tới sẽ tập trung vào thứ tư với cuộc họp quyết định lãi suất của RBNZ, PMI châu Âu và biên bản cuộc họp FOMC. Và đừng quên rằng thứ sáu tới đây là thứ sáu đen, là ngày khởi động không chính thức cho mùa mua sắm cuối năm. Sau đây là chi tiết về các điểm sự kiện đáng chú ý cho tuần mới. Mời mọi người cùng đón xem. Cuộc họp chính sách của Ngân hàng Trung ương New Zealand, RBNZ. Ngân hàng Dự trữ New Zealand sẽ họp vào thứ tư tuần này để quyết định về chính sách lãi suất. Tại cuộc họp trước đó vào ngày 5 tháng 10, RBNZ đã tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản, đưa lãi suất chuẩn lên mức 3,5%. Một trong những mục quan trọng nhất trong biên bản chính sách lần họp đó chính là việc các nhà hoạch định chính sách đã thảo luận về mức tăng 75 điểm cơ bản. Tuy nhiên, cuối cùng, Ủy ban đã quyết định chỉ tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản. Một tuần sau cuộc họp cuối cùng của RBNZ, New Zealand đã công bố dữ liệu CPI quý 3 và lãm phát tổng thể đã tăng lên mức 7,2% trong quý 3, cao hơn đáng kể so với kỳ vọng tăng chỉ 6,6% và chỉ giảm nhẹ so với mức 7,3% cho toàn quý 2. Lạm phát lương thực tháng 10 cũng tăng từ 8,3% hàng năm lên mức 10,1%. Những con số này đều nhấn mạnh rằng lạm phát vẫn là một vấn đề lớn khó giải quyết và điều này rất có thể sẽ khiến ủy ban có lý do chính đáng để nâng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản trong lần họp tuần này, đưa mức lãi suất chuẩn tiếp cận mốc 4,25%. Black Friday. Một ngày sau lễ tạ ơn ở Hoa Kỳ là thời điểm bắt đầu không chính thức của mùa mua sắm và nghỉ lễ, với các công ty giảm giá mạnh cho nhiều mặt hàng. Dữ liệu bán hàng sẽ được sử dụng để đánh giá chi tiêu cho kỳ nghỉ trong tháng tới. Với việc tăng lãi suất trong năm qua, người ta nên xem xét mức độ sẵn sàng của người tiêu dùng trong việc gánh thêm các khoản nợ, tức là mua sắm bằng thẻ tín dụng, với lãi suất cao hơn. Dữ liệu doanh số bán lẻ gần đây nhất của Mỹ trong tháng 10 đã tăng 1,3% so với mức 0% của tháng 9. Vậy, liệu xu hướng đó có được tiếp diễn vào mùa lễ này? Nhà bán lẻ hàng đầu là Walmart đã đánh bại ước tính thu nhập vào tuần trước và đưa ra triển vọng lạc quan cho mùa mua sắm cuối năm. Trong khi đó, đối thủ của họ là Target đã không đạt được kỳ vọng về doanh thu và nói rằng họ dự đoán nhu cầu sẽ giảm nhanh chóng. Amazon cũng đưa ra triển vọng kém thuận lợi hơn và đang chuẩn bị cho một kỳ nghỉ lễ khó khăn. Amazon gần đây đã thông báo rằng họ cũng sẽ sa thải 10.000 nhân viên. Về mặt dữ liệu kinh tế, vào thời điểm cuối tháng, lịch kinh tế thường rất mỏng, nó chỉ thực sự sôi động khi chúng ta bước vào giai đoạn chuyển giao cuối tháng 11 đầu tháng 12. Nhưng trong tuần này, vẫn sẽ có các điểm sự kiện đáng chú ý trên lịch kinh tế, gồm hàng loạt dữ liệu PMI và biên bản họp FOMC. PMI châu Âu sẽ cho thị trường biết liệu EU có đang đi theo hướng suy thoái hay không, còn biên bản họp FOMC sẽ làm rõ hơn về cuộc họp vào ngày 2 tháng 11 của Fed. Lịch kinh tế cụ thể của tuần này như sau. Vào thứ hai, lãi suất vay của Trung Quốc, PPI của Đức. Vào thứ ba, thống đốc RBA phát biểu, bán lẻ Canada, chỉ số sản xuất Fed Richmond. Và thứ tư,
RBNZ quyết định lãi suất, đơn hàng lâu bền, doanh số nhà mới của Mỹ, biên bản họp FOMC. Vào thứ năm, dữ liệu IFO của Đức. Và cuối cùng là vào thứ sáu, bán lẻ New Zealand, GDP quý 3 của Đức. Trên đây là những nhận định về điểm nóng cho tuần mới, mọi người tham khảo để có kế hoạch giao dịch cho phù hợp nhé. Nếu các bạn thấy video này hay hoặc hữu ích thì đừng quên like, share và comment là tôi quan tâm, để ủng hộ mình cũng như đội ngũ Trader Việt. Còn nếu đây là lần tiên các bạn đến với kênh thì đừng quên nhấn nút subscribe cũng như hình chuông nho nhỏ bên phải để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình trong tương lai nhé. Còn bây giờ, mình chúc các bạn sẽ có một tuần giao dịch mới thành công và nhiều thuận lợi. Hẹn gặp lại mọi người trong những điểm nóng phát tuần tiếp theo.